Sáng nay, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng lần thứ 8 và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7. Đến dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Nửa nhiệm kỳ qua, Hội viên Nông dân thành phố đã tích cực duy trì sản xuất, đạt được những kết quả nhất định. Nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng tái cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, phát triển sản phẩm chủ lực, đặc trưng phục vụ du lịch và đô thị, giá trị tăng thêm lĩnh vực nông nghiệp thành phố ước tăng 3,2% một năm. Đến nay đã có 46.104 hội viên nông dân tham gia sinh hoạt tại 718 chi hội và 1.516 tổ hội, gần 100% chi hội xây dựng được quỹ hội để hoạt động với mức quỹ bình quân 5,52 triệu đồng các phong trào hoạt động đào tạo nghề tham gia xây dựng đảng chính quyền được quan tâm chú trọng góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết của hội cùng ba chương trình đột phá từ nay đến cuối nhiệm kỳ các cấp hội tập trung vào năm nhiệm vụ trọng tâm trong đó chú trọng xây dựng tổ chức hội và giai cấp nông dân vững mạnh đoàn kết góp phần phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững